X51 Story mến chào quý thính giả. Trong những dòng nhật ký cuối cùng của nhà vật lý thiên tài Michael Faraday có viết: tôi thật sự thấy luyến tiếc những năm sống đầy hạnh phúc, trong niềm say mê làm việc và trong ước mơ tìm đến những phát minh. Thật đáng buồn khi tôi biết mình sắp từ giã cõi đời và sẽ không bao giờ được trở lại những ngày sôi nổi. Đối với các bạn trẻ, tôi chỉ có một lời khuyên để lại, rút ra từ kinh nghiệm cuộc sống, hãy làm việc và suy nghĩ đi ngay cả khi chưa nhìn thấy một tia sáng nhỏ bé, vì dù sao, như vậy vẫn còn hơn là ngồi không. Michael Faraday là người đã phát minh ra máy biến áp, máy phát điện, benzen, mạ điện, là nền tảng cho nền công nghiệp điện và hóa chất hiện đại. Nhưng dù rất bận rộn công việc nghiên cứu giảng dạy của mình, ông vẫn là một thành viên tích cực của Hội Thánh Mình, là một trưởng lão suốt 20 năm, giảng luận và hướng dẫn thờ phượng, giúp đỡ các tổ chức từ thiện và thăm viếng người nghèo. Đời sống ông thể hiện rất rõ các nguyên tắc sống Cơ Đốc trong lời dạy của Chúa Giêsu như khiêm tốn, rộng lượng, tha thứ. Michael Faraday sinh ngày 22 tháng 9 năm 1791 ở Newington Butt, ngoại ô London, trong một gia đình nghèo có bố làm nghề thợ rèn. Từ nhỏ, cậu bé Faraday đã tỏ ra thông minh và hiếu học nhưng phải sớm nghỉ học để phụ giúp gia đình. Năm 1804, do cuộc sống của gia đình ngày càng khó khăn, Faraday đến xin làm việc tại hiệu bán sách và đóng sách Little ở London khi mới 13 tuổi. Faraday vừa học nghề đóng sách, vừa tự học qua việc đọc sách. Cậu bé Faraday đặc biệt quan tâm các cuốn sách về khoa học và còn tự làm thí nghiệm đơn giản để kiểm nghiệm lại những điều khẳng định trong sách. Cứ thế trong thời gian rảnh rỗi, Faraday lại say mê cùng những điều lý thú của khoa học, nhất là lĩnh vực điện năng. Cho đến một ngày năm 1812, anh thợ đóng sách trẻ 20 tuổi Faraday háo hức tham dự các buổi thuyết giảng của nhà hóa học nổi tiếng người Anh Humphrey Davy, thuộc Học viện Hoàng gia và Hội Hoàng gia London, và của John Tatum, người sáng lập Hội Triết học thành phố, nhằm trau dồi kiến thức, bù lại khoảng thời gian không được cấp sách đến trường. Là người ham học, đêm nào Faraday cũng đọc sách tới khuya khiến nhiều lần ngủ gật trong giờ làm việc. Sau đó, Faraday gửi cho giáo sư Davy cuốn sách với tựa đề ghi chép về buổi diễn thuyết của giáo sư Humphrey Davy và một bức thư tự tiến cử gửi tới vị giáo sư này. Nội dung ghi chép cùng những kiến giải riêng của Faraday thể hiện trong quyển sách đã khiến giáo sư Davy hết sức ấn tượng. Tháng 10 năm 1812, cuộc đời Faraday đã bước sang một trang mới khi được nhận làm giúp việc tại phòng thí nghiệm của giáo sư Davy. Dù chỉ nhận được số lương ít ỏi nhưng Faraday vẫn hăng hái với công việc. Faraday không những ghi chép rất chính xác các ý tưởng khoa học của Davy mà còn tham gia đóng góp ý kiến, phân tích các số liệu thực nghiệm, nhận xét các kết luận khái quát của nhà bác học. Năng lực khoa học của Faraday nhanh chóng được thấy rõ bởi những người xung quanh ở Viện Hoàng gia. Thay vì chỉ là người chuẩn bị dụng cụ và hóa chất, ông sớm được tham gia giúp đỡ trình bày thí nghiệm tại những buổi giảng trước quần chúng của ngài Humphrey Davy. Tới khi Davy đi một chuyến công du khoa học vòng quanh châu Âu 6 tháng sau đó, ông này cảm thấy mình không thể thiếu Faraday nên đã đem ông đi cùng. Chuyến đi kéo dài 2 năm và khiến Faraday vô cùng thỏa mãn về mặt khoa học. Không chỉ học được rất nhiều điều, ông còn được gặp nhiều nhà khoa học nổi tiếng, kể cả Ampère và Volta, những người mà đơn vị điện em và Vol được đặt tên theo. Khi trở về nước Anh năm 1815, Faraday lại được nhận vào làm việc tại Học viện Hoàng gia. Ông tham gia càng lúc càng nhiều vào các công trình phân tích hóa chất. Ông làm nghiên cứu về thép, thực hiện nhiều cải tiến về hợp kim thép. Faraday trở thành người đầu tiên làm lỏng hóa clo. Ông tìm ra chất mới mà sau này gọi là benzin. Benzin sau này có nhiều ứng dụng quan trọng để sản xuất những hợp chất hữu cơ quan trọng như chất nhuộm, ni lông và nhựa. Faraday cũng sản xuất nhiều loại thủy tinh khác nhau trong nỗ lực cải tiến tròng kính thiên văn. Ngay cả khi Faraday dùng hầu hết thời gian nghiên cứu của ông vào hóa học, ông vẫn tiếp tục giữ niềm yêu thích về điện. Năm 1820, một nhà khoa học người Đan Mạch là Hans Oersted cho thấy rằng dòng điện đi qua dây dẫn phát sinh từ trường xung quanh dây. Năm sau, Faraday phát triển công trình của Oersted bằng cách cho thấy rằng dòng điện có thể được tạo ra bằng cách di chuyển cục nam châm xung quanh một dây dẫn hay làm dây dẫn quay xung quanh cục nam châm. Thiết bị xoay điện từ này là tiền thân của máy phát điện. Cũng trong năm đó, năm 1821, Faraday được nhận làm thành viên của Hội Hoàng gia, một hội chuyên gia gồm những nhà khoa học hàng đầu để trao đổi khám phá và ý tưởng. Ông cũng cưới Sarah Barnard, một thành viên ở Hội Thánh Mình. Mặc dù đã lập gia đình, người phụ tá của giáo sư Davy vẫn cần cù ngày 2 buổi tới chuẩn bị bài giảng cho các giáo sư của Hội Khoa học Hoàng gia, và nhiều buổi trưa, buổi tối anh vẫn cặm cụi ở lại phòng thí nghiệm đọc nốt một chương sách hay làm nốt một thí nghiệm dở dang. Năm 1824, Faraday được bầu làm hội viên Hội Khoa học Hoàng gia London và bắt đầu giảng dạy tại Học viện Hoàng gia Anh. Năm 1825, Faraday bắt tay vào việc nghiên cứu loại khí dùng để chiếu sáng cho thành phố London. Loại khí này được đặt tên là khí clo. Cũng trong năm này, Faraday được giao trách nhiệm chỉ đạo phòng thí nghiệm.
Giai đoạn năm 1830-1839 là thời kỳ mà Faraday đạt được nhiều thành quả khoa học nhất. Ông bắt đầu nghiên cứu vật lý mà cơ bản là phần điện học hiện đại. Vào năm 1831, ông phát hiện ra rằng nếu một nam châm chuyển động ngang qua một vòng dây điện khép kín thì một dòng điện sẽ chạy trong dây trong thời gian nam châm chuyển động qua. Hiệu ứng này gọi là cảm ứng điện tử. Và sự khám phá ra định luật tạo ra hiệu ứng này, định luật Faraday, được công nhận là thành tựu cá nhân vĩ đại nhất của Faraday. Ông còn khám phá ra rằng, nếu ánh sáng phân cực đi qua một từ trường, độ phân cực của nó sẽ thay đổi. Đây là sự định hướng đầu tiên chỉ ra rằng có mối quan hệ giữa ánh sáng và điện tử. Ông vinh dự được mời giữ chức chủ tịch Hội Khoa học Hoàng gia nhưng đã từ chối để chuyên tâm theo đuổi các nghiên cứu khoa học. Năm 1833, Faraday được cử làm giáo sư hóa học ở Học viện Hoàng gia thay thế giáo sư Davy. Cũng chính năm này, Faraday đưa ra lý thuyết và hiện tượng điện phân, đặt cơ sở lý luận cho các ngành công nghiệp điện hóa. Ông phát biểu về các định luật định tính, định lượng. Chính các từ điện phân, điện cực, ion là do ông đặt ra. Năm 1838, Faraday tiếp tục nêu ra hai khái niệm, từ trường điện, đường sức. Năm 1843, Faraday đưa ra lý thuyết về sự nhiễm điện bằng cảm ứng. Năm 1844, Faraday được Viện Hàn Lâm Khoa học Paris công nhận là người kế tục Dalton trong số 8 thành viên nước ngoài của viện. Năm 1846, ông khám phá ra rằng năng lượng tĩnh điện được định vị trong các chất điện môi. Khám phá này là tiền đề cho sự xuất hiện lý thuyết điện tử của Maxwell sau này. Cùng với khám phá đó, Faraday đã tìm ra hằng số điện môi. Để thưởng công lao cho ông, nữ hoàng Victoria đã tặng ông ngôi nhà ở Hampton Court và phong cho chức hầu tước, tuy nhiên ông chỉ nhận nhà với sự biết ơn và từ chối tước vị. Ngoài thời gian dành cho khoa học, Faraday còn là người thầy xuất sắc. Ông có trách nhiệm cao và rất quan tâm đến phương pháp giảng dạy phải thực nghiệm để xây dựng hình tượng trực quan. Ngày nay, Học viện Hoàng gia Anh vẫn duy trì những nguyên tắc giảng dạy mà Faraday đã đề ra bằng kinh nghiệm và lòng tận tâm với công việc của ông. Dù rất bận với việc nghiên cứu và giảng dạy của mình, Faraday luôn đóng vai trò tích cực ở Hội Thánh mình. Ông là trưởng lão suốt hơn 20 năm. Hội Thánh của Faraday không có mục sư toàn thời gian. Thay vào đó, các trưởng lão, kể cả Faraday, thay phiên nhau giảng luận và hướng dẫn thờ phượng. Hội Thánh của Faraday nhấn mạnh việc sống theo lời Chúa Giê-xu trong bài giảng trên núi. Những nguyên tắc cơ đốc được thể hiện trong đó như là rộng lượng, khiêm tốn, tha thứ được thể hiện rõ trong đời sống của Faraday. Ông giúp đỡ rộng rãi các tổ chức từ thiện và những người nghèo ông thăm viếng. Ông cũng giúp đỡ người mẹ góa của mình nhiều năm. Faraday không quan tâm đến việc tích lũy của cải. Ông liên tục từ chối những vị trí tư vấn trả lương cao của chính phủ và công nghiệp để tập trung vào công việc nghiên cứu và giảng dạy với mức lương khiêm tốn của mình. Danh tiếng của Faraday vang rộng. Ông được mời ăn trưa với nữ hoàng Victoria và thành viên hoàng gia đến dự các buổi giảng của ông. Dù vậy, ông vẫn rất khiêm tốn. Ông từ chối đề nghị làm chủ tịch hội hoàng gia năm 1846. Năm 1864, ông từ chối lời đề nghị làm viện trưởng viện hoàng gia vì nó làm mất thời gian nghiên cứu của ông. Cũng cùng lý do đó, ông từ chối vị trí giáo sư hóa học tại Đại học London năm 1827. Lòng vị tha của Faraday được thử thách nhiều lần. Ông cho rằng việc nhận lời mời ăn trưa của nữ hoàng là thích đáng, cho dù ông bị lỡ một buổi thờ phượng chủ nhật. Nhưng những trưởng lão khác lại không nghĩ rằng nó thích đáng. Họ bãi quyền trưởng lão của ông, thậm chí cả quyền thành viên nhà thờ trong một thời gian. Faraday phản ứng như Chúa Giê-xu sẽ làm. Ông tiếp tục tham gia thờ phượng và cư xử trong yêu thương với những người làm ông thương tổn. Ngoài ra, Faraday có nhiều báo cáo khác biệt với ý kiến của ngài Humphrey Davy trong suốt sự nghiệp làm khoa học của mình. Tuy nhiên, điều này không làm lu mờ sự kính trọng của Faraday cho Davy. Việc dùng ngữ pháp và chính tả không tốt của Faraday phản ánh việc ông không được đến trường, nhưng năng lực khoa học thiên phú của ông là không thể chối cãi. Ngày 20 tháng 3 năm 1862 là ngày cuối cùng đánh dấu công việc nghiên cứu của Faraday. Trong cuốn sổ ghi kết quả nghiên cứu của ông, người ta đọc được con số thí nghiệm cuối cùng của ông, 16.041. Mùa hè năm 1867, Faraday ốm nặng, ông bị điếc và mất trí nhớ, nhưng nhìn ông, người ta vẫn cảm thấy ông đang suy tưởng như cả đời ông chưa bao giờ ngừng suy tưởng. Ngày 25 tháng 8 năm 1867 là ngày nhà bác học vĩ đại Faraday từ giã cõi đời. Ông ra đi để lại cho toàn nhân loại một phát minh bất tử, một phát minh mang tính bản lề cho mọi phát minh của loài người sau này. Như lời nhà khoa học Helmholtz ngoài Đức đã nói, chừng nào loài người còn sử dụng đến điện, thì chừng đó mọi người còn ghi nhớ công lao của Michael Faraday. Albert Einstein từng lưu giữ bức ảnh của Faraday trên bức tường phòng nghiên cứu của ông, cùng với chân dung của những khoa học gia nổi tiếng khác là Isaac Newton và James Clerk Maxwell. Nhà vật lý học Ernest Rutherford khẳng định rằng,
khi chúng ta nhắc đến từ trường và các học thuyết mở rộng các khám phá của Faraday và ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển của khoa học và công nghiệp, không có vinh dự nào là đủ để tưởng nhớ tới Faraday, một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.